Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin vừa mới được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang, báo Nhân dân phối hợp với công ty cổ phần xây dựng Contecon tổ chức chương trình Xây Tết 2024. Đến dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2023 đến cuối tháng 1 năm 2024 tại các công trường như Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại công trường Eco Park, báo Nhân dân và tập đoàn Contecon đã trao tặng gần 1.800 phần quà Tết cho công nhân làm việc tại công trường Eco Park và công nhân làm công tác vệ sinh cầu đường tại tỉnh Hưng Yên. Chương trình Xây Tết 2024 trao gần 17.000 phần quà Tết cho công nhân tại các công trường trên khắp cả nước. Thông qua Xây Tết 2024, ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp Tết sum vầy, xuân sẻ chia, tri ân người lao động, anh chị em công nhân đang làm việc tại các công trường của tỉnh Hưng Yên cũng như các tỉnh thành phố trên cả nước. Sáng nay, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2 khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh kết nạp được gần 4.000 hội viên mới, đạt 160% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao, cung ứng hơn 1.700 tấn phân bón trả chậm cho hội viên, tiến chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng với hơn 65.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, các cấp hội triển khai hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua, vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Sáng nay, Sở Công Thương Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 6 chương trình đề án phát triển ngành, trong đó hỗ trợ 7 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trên thế giới, hỗ trợ ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh cho 40 đơn vị, hỗ trợ xây dựng 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Năm 2024 sẽ cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, các tài liệu, giấy tờ phức tạp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đôn đốc các chủ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang đã phát động lễ ra quân năm An toàn Giao thông 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Theo đó, hướng tới 3 mục tiêu gồm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hàng năm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cán bộ đảng viên, công chức viên chức, các phụ huynh, thầy cô giáo nêu gương thượng tôn pháp luật, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Lực lượng chức năng kiên quyết kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ vượt sai quy định, chở hàng quá tải trọng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và 34 Sở Giao thông Vận tải thống nhất cập nhật bổ sung 101 tuyến vào danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc trên cơ sở đề xuất của các địa phương. Các tuyến vận tải khách cố định mới bổ sung sẽ kết nối với 34 địa phương gồm An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc bổ sung thêm 101 tuyến xe khách cố định, theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, hiện cả nước đã có trên 9.450 tuyến xe khách cố định liên tỉnh được công bố.
Trưa nay, một máy bay quân sự đã bị tai nạn, bất ngờ rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu, vụ việc làm hư hại một số tài sản. Trên máy bay có một phi công đã thoát hiểm an toàn khi xảy ra vụ việc. Được biết, máy bay quân sự loại Su-22, số hiệu 80, thuộc quân chủng phòng không không quân, đóng tại Đà Nẵng do phi công đại úy Đỗ Tiến Đức, sinh năm 1988, điều khiển, đang bay huấn luyện. Nguyên nhân vụ việc ban đầu xác định do mất kiểm soát tại hiện trường, đầu và đuôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 mét. Các mảnh vỡ của máy bay rơi rải rác trên vườn, mái nhà và một mảng tường của nhà dân lân cận bị sập. Sau khi vụ việc xảy ra, rất đông người dân đến hiện trường, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đã căng dây chốt chặn các ngã đường, lối vào khu vực máy bay rơi. Khoảng 20 giờ 30 phút tối qua, ngày 8 tháng 1 năm 2024, tại DT376, đoạn qua thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Xe mô tô mang biển kiểm soát 29K162857 di chuyển từ hướng xã Thịnh Phiến đi Hải Triều. Trên xe có 3 người, gồm Vũ Văn Quang, sinh năm 1997, Vũ Văn Hinh, sinh năm 2000, cùng chú tại xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, và Dương Tuấn Tài, sinh năm 1995, chú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, va chạm mạnh với xe mô tô đi ngược chiều mang biển kiểm soát 89B215747 do anh Nguyễn Đức Anh Tuấn, sinh năm 2002, trú tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ điều khiển. Sau cú va chạm, xe mô tô mang biển kiểm soát 29K162857 tiếp tục đâm trực diện với xe ô tô mang biển kiểm soát 89A09490 đi theo chiều từ xã Hải Triều về Thiện Phiến, hậu quả khiến anh Quang và anh Tài chết tại chỗ. Công an thị xã Mỹ Hào vừa phối hợp với công an huyện Ân Thi phát hiện bắt quả tang một nam thanh niên đang có hành vi trộm cắp 4 chiếc bình ắc quy gắn trên 2 chiếc xe ô tô tải có tổng trị giá khoảng 8 triệu đồng. Đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1981, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Cơ quan điều tra xác định trước đó Khang đã thực hiện 5 vụ trộm cắp các thiết bị điện tử như TV, loa, bộ thu phát tại các trường học, nhà văn hóa, trụ sở của các câu lạc bộ trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và tỉnh Hải Dương. Được biết, Khang từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Ecuador đã ra quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, bao gồm lệnh tướng nghiêm cũng như huy động lực lượng cảnh sát và vũ trang để củng cố và thiết lập lại trật tự trong bối cảnh xảy ra một cuộc khủng hoảng mới trong hệ thống nhà tù tại nước này. Lệnh tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador, bao gồm cả việc tù nhân bắt giữ các nhân viên trại giam làm con tin. Bạo loạn tại các nhà tù xảy ra chỉ một ngày sau khi José Adolfo Macias, có biệt danh là Fito, một trong những tù nhân nguy hiểm nhất Ecuador, đã trốn thoát khỏi trại giam nơi hắn đang thụ án 34 năm tù. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Ecuador nhấn mạnh xác lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm trao cho lực lượng vũ trang sự hỗ trợ cần thiết về mặt chính trị và pháp lý trong thực thi nhiệm vụ phòng chống tội phạm. Ông khẳng định chính phủ sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố. Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024 dự kiến khai mạc vào ngày 9 tháng 1 tại thành phố Las Vegas của Mỹ là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới yêu thích công nghệ toàn cầu. Năm nay, CES hứa hẹn sẽ bùng nổ với những đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo trên nhiều lĩnh vực từ ô tô, cơ sở hạ tầng, y tế đến nhà thông minh. Với chủ đề On, CES 2024 diễn ra trong 4 ngày từ ngày 9 tới 12 tháng 1 với sự tham gia của khoảng 3.500 công ty từ 150 quốc gia. Rất nhiều các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI sẽ được trưng bày tại CES năm nay, từ các thiết bị dành cho người khiếm thị, hệ thống an toàn liên quan tới bạo lực súng đạn ở trường học, đến các phần mềm nhận dạng khuôn mặt có thể đánh giá các chỉ số quan trọng, hay hệ thống giám sát cabin của ô tô tự hành. Cùng với xu hướng ứng dụng AI ngày càng phổ biến, CES 2024 được xem là bệ phóng cho các xu hướng của sản phẩm điện tử thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo trong tương lai gần. Đây cũng được đánh giá là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành công nghiệp điện tử trong thời gian tới. Sau 16 năm cải tạo và tốn khoảng 20 triệu euro, cung điện cổ Agai, nơi Alexander, đại đế lên ngôi vương quốc cổ đại Macedon, Hy Lạp đã mở cửa chào đón công chúng tham quan. Cô
Cung điện Agai có từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, trải rộng trên 15.000 m². Ở Athens, đền Parthenon và cung điện Agai là một trong những địa điểm quan trọng nhất của Hy Lạp cổ đại. Địa điểm này bao gồm cung điện hoàng gia cùng một dãy cột bao quanh cung điện và Agora, nơi người Macedonia cổ đại tranh luận về những vấn đề quan trọng. Dự án khôi phục cung điện Agai bắt đầu vào năm 2007 với sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu. Nằm gần ngôi làng Virginia của Hy Lạp ngày nay, cung điện và các ngôi mộ gần đó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.